Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, các học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được Ni sư Tịnh Quang giảng về lược sử Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng tiếp Kinh Tăng Chi Bộ, các phẩm trong chương Ba Pháp trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học lược sử Phật giáo Việt Nam, Ni sư Tịnh Quang đã dạy tiếp về lược sử đời nhà Trần. Nhà Nguyên muốn nước An Nam ta phải triều cống và thực thi 6 điều khoản. Đặc biệt trong đó có điều khoản bắt vua nhà Trần phải đích thân đến chầu vua nhà Nguyên. Trung Quốc, khi vua Trần Nhân Tông lên ngôi, nhà Nguyên sai sứ giả Xài Thung sang An Nam thúc giục vua Nhân Tông sang chầu hoàng đế nhà Nguyên. Nhưng vua Nhân Tông chỉ cho chú là Trần Di Ái đi thay, Nguyên chủ lại xuống chỉ, lập tòa tuyên phủ ti, đặt quan liêu thuộc để sang giám thị các châu huyện. Quan nhà Nguyên sang đến An Nam, vua Nhân Tông không nhận, đuổi về Trung Quốc, không thể khuất phục được vua Nhân Tông. Nguyên chủ bèn lập Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, phong cho Lê Mục làm Hàn Lâm học sĩ, Lê Tuân làm Thượng Tư lệnh và sai Xài Thung dẫn 1.000 quân đưa những người này về nước. Vua Nhân Tông sai tướng dẫn quân đón đường đánh lũ nghịch thần. Xài Thung bị bắn mù mắt, bỏ chạy về Trung Quốc. Nguyên chủ rất tức giận, sai con là Thoát Hoang làm Trấn Nam Vương cùng với Ta Đô, Ô Mã Nhi dẫn 50 vạn quân, giả tiến mượn đường đi qua nước Nam sang đánh Chiêm Thành. Vua Nhân Tông mở hội nghị trên sông Bình Thang với các vương hầu để bàn kế chống giặc. Vua phong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm Tiết Chế, thống lĩnh quân đi chống giặc Nguyên. Hưng Đạo Vương đã viết bài hịch tướng sĩ để khích lệ lòng yêu nước của toàn quân và dân. Ông sai Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng đem quân đi đóng đồn ở sông Bình Thang. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đem quân giữ mặt Vân Đồn. Các tướng sĩ chia ra đóng các nơi hiểm yếu. Hưng Đạo Vương tự mình dẫn đại quân đóng ở Vạn Kiếp để tiếp ứng các nơi. Vua Nhân Tông triệu tập các bô lão và dân chúng hội tại Điện Diên Hồng để bàn xem nên hòa hay nên đánh. Các bô lão đều đồng thanh xin đánh. Vua thấy quân dân một lòng như vậy cũng quyết ý kháng cự. Trong bài học tới, Ni sư sẽ giảng về hội nghị Diên Hồng và cuộc chiến hào hùng chống quân Nguyên của quân dân ta. Trong tiết học thứ hai, các học viên được học Kinh Tăng Chi Bộ chương Ba Pháp do Thượng tọa Huyền Châu giảng giải. Trong phẩm Con đường không có lầm lỗi, Đức Thế Tôn đã dạy ba pháp thực hành con đường không lầm lỗi, thành tựu những căn bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc, đó là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Làm thế nào để hộ trì các căn? Phật dạy, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Thầy phân tích thêm, khi ta có sự nắm giữ tức thọ, ái và thủ khởi sinh, cứ như vậy mà 12 nhân duyên sanh ra, trói tâm chúng ta dính mắc trong luân hồi. Thầy giáo thọ lại giải thích, không nắm giữ cái chung và cái riêng không có nghĩa là ta không biết phân biệt. Ngược lại, chúng ta cần phải học cách nhận biết đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Nhận biết rõ bằng tuệ phân biệt chứ không khởi tưởng đắm chấp. Nếu để mắt chạy theo các vọng trần thì mắt sẽ đi theo hướng tạo ác. Vì mắt không được bảo vệ nên tham ưu theo các duyên đó mà sanh khởi. Do đó Thế Tôn dạy ta phải phòng hộ, thực hành phòng hộ nhãn căn để không khởi lên các tham ưu bất thiện pháp. Do vậy, cái gì không cần thiết thì không nhìn, cái gì cần nhìn thì quán sát kỹ, dùng trí để quán, để thấy biết tính như huyễn của sự vật mà không khởi tâm đắm nhiễm. Đó là người biết phòng hộ các căn, hay nói cách khác là người biết thu thúc lục căn. Nền tảng căn bản thứ hai là phải tiết độ ăn uống. Thế Tôn dạy,
phải như lý giác sát thọ dụng các món ăn, nghĩa là phải hiểu đúng nghĩa chữ tiết độ. Tiết độ không có nghĩa là ép xác, khổ hạnh. Phật dạy điều quan trọng ta phải hiểu là ăn không phải để vui đùa, không phải để đam mê mà chỉ để nuôi dưỡng thân, hỗ trợ đời sống phạm hạnh. Theo pháp thế gian, cuối tuần tụ tập ăn uống là để vui đùa, có lúc đi tiệc tùng, xã giao, vân vân. Nhưng đối với một người tu tập thì ăn uống là thuốc để chữa bệnh héo gầy, duy trì mạng sống để thành tựu phạm hạnh. Phép tam đề ngũ quán là thực hiện theo yếu tố căn bản này. Nền tảng thứ ba là chú tâm cảnh giác. Thế Tôn dạy, ban ngày trong khi đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triền cái, canh giữa ngủ nghỉ một cách tỉnh thức, tránh sự si ám, thỏa mãn dục vọng. Và ban đêm canh cuối, sau khi thức dậy, thực hành thời khóa công phu, niệm Phật, kinh hành và thiền tọa. Có vậy mới gột sạch tâm khỏi các triền cái. Cầu kinh tuy ngắn, nhưng hàm chứa một kinh nghiệm tu sâu xa. Từ sự trải nghiệm của mình, Thầy đã giải thích rất cặn kẽ từng lý do vì sao ta phải có thời công phu đầu đêm, làm thế nào để ngủ tỉnh thức, vì sao ta phải thức công phu sớm. Đây là tiêu chuẩn mẫu mực cho những ai tu học tinh tấn để sớm đoạn trừ các lậu hoặc. Trong phẩm ba pháp, Đức Phật dạy là có ba pháp đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Tuy giản dị nhưng được nhắc nhở nhiều lần để chiêm nghiệm và thấu triệt lời dạy của Phật. Tiếp theo, trong phẩm thiên giới, Đức Phật hỏi các tỳ kheo rằng, nếu có người cho rằng Sa môn Gotama sống phạm hạnh để được sanh lên cõi trời, thì các thầy có bực phiền, tủi nhục, chán ngấy hay không? Khi các tỳ kheo trả lời, thưa có, Đức Phật liền dạy, đối với thiên thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên danh vọng, thiên thù thắng, các thầy còn bực phiền, tủi nhục, chán ngấy như vậy, thì đối với thân, khẩu, ý, làm ác, các thầy bực phiền, tủi nhục, chán ngấy như thế nào? Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, đã vượt ra khỏi tam giới, nên ta không chấp nhận khi nghe người nói Đức Phật tu là để được sanh thiên. Đối với những lạc thú cõi trời, ta còn không mong cầu, thì khi tâm khởi lên những niệm xấu ác là một sự buồn bực, tủi nhục của người Phật tử. Có sự xấu hổ như vậy thì ta mới có được sự gấp rút, trừ bỏ tham, sân, si. Thầy mong rằng những lời kinh này sẽ đánh động tâm tàm, quý ở mỗi một Phật tử. Chúng ta phát tâm tu tập không phải vì mục đích sanh thiên, mà phải nhớ rằng hôm nay phát tâm không phải vì cầu quả vị thanh văn duyên giác cho đến Bồ Tát quyền thừa, chỉ y vào tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm. Nguyện cùng với hết thảy chúng sanh trong pháp giới đồng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói cách khác, ta không tu tập vì mục đích sanh diệt trong tam giới, mà vì mục đích tịch diệt niết bàn. Trong phẩm người buôn bán, Đức Thế Tôn dạy người buôn bán nếu muốn thành công thì sáng trưa chiều phải nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Cũng như vậy, một tỳ kheo nếu muốn thâu nhận và tăng trưởng thiện pháp thì vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều phải nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Đức Phật lại dạy thêm, người buôn bán có mắt, khéo phấn đấu và xây dựng được căn bản thì không bao lâu đạt đến tài sản lớn mạnh và rộng lớn. Tương tự, một người tu tập thành tựu được ba pháp, có mắt, khéo phấn đấu và xây dựng được căn bản thì không bao lâu sẽ đạt đến thiện pháp lớn, mạnh và rộng lớn. Đối với người tu tập, có mắt tức nhận biết như thật, đây về tứ thánh đế, khéo phấn đấu, thực thi tứ chánh cần và xây dựng căn bản bằng cách nghe nhiều, thông hiểu, trì pháp, trì luật, trì toát yếu, đến Bồ Đề Phật Quốc lắng nghe quý giáo thọ giảng, học hỏi chánh pháp, tức là chúng ta đang trên đường xây dựng nền tảng căn bản cho mình. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 9, từ lúc 6 giờ đến 9 giờ tối. Chúng ta sẽ được học tiếp lược sử Phật giáo Việt Nam và kinh Tăng Chi Bộ trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15. Quý vị cũng có thể nghe qua YouTube Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 live và Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc.
Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.